Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular Firebase. Ở bài trước thì chúng ta đã tiến hành cài đặt CSS giao diện, thay đổi một số phần thành phần của Bootstrap. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào bài học tiếp theo, đấy là chỉnh sửa và xóa tab. Chúng ta sẽ tạo một button xóa ở trong hộp thoại. Chúng ta sẽ dùng thẻ button. Sau đấy là sao ngif bằng data.enable_delete. Tức là trong trường hợp mà chúng ta chỉnh sửa thì nốt này của chúng ta mới hiện ra. Còn nếu mà tạo mới thì sẽ ẩn nốt này đi. Tiếp đến là chúng ta sẽ dùng mask pháp color bằng primary, sẽ là có màu xanh dương đậm. Tiếp đến là arial label, sẽ là delete select. Tiếp tục chúng ta sẽ đặt mask dialog close bằng hàm của chúng ta. Đấy là tab 2.data.tab. Delete 2.to. Thẻ đóng của button nữa. Tiếp đến ta sẽ gọi thư viện map icon ở trong Angular. Tiếp đến là dòng chữ delete. Ok. Các bạn có thể nhấn nút tạo mới sẽ không có button nào ở đây cả. Không có button xóa. Khi nào edit thì mới hiện button xóa lên. Chúng ta sẽ tiếp tục vào file app.component.html để cấu hình và cài đặt. Ở trong hàm edit tab mà chúng ta đã tạo ở những bài hôm trước thì chúng ta sẽ tiến hành viết thêm code ở đây. Đầu tiên thì ta sẽ khai báo một constant dialog rep bằng this.dialog.open. Tab chúng ta sẽ truyền tham số tab dialog component. Hàm edit tab của chúng ta sẽ có nhiệm vụ là khi nào các bạn nhấn vào một bản ghi thì nó sẽ đưa giá trị bản ghi đấy vào hội thoại, hộp thoại chi tiết thông tin tab của chúng ta. Tiếp đến thì ta sẽ cài đặt độ rộng là 270 pixel và data chính là tab của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cho hiện button xóa của chúng ta lên enable delete 2.to. Ok. Như vậy là đã gần xong rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục code sự kiện after close của dialog rep. Chúng ta sẽ truyền kết quả xuống dưới để lưu chữ dialog.afterclose.subscribe mở ngoặc result 2. Tab dialog result mũi tên.
trong hàm nhỏ này ta sẽ gọi một constant data list list bằng this list. Tiếp đến ta sẽ khai báo tiếp một hàm, một thằng tab index bằng data list index of tab chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện. Chúng ta sẽ chỉnh sửa một số lỗi ở đây. Đang có lỗi ở đây. Xin lỗi các bạn là đến list ở trên ta sẽ truyền một trong ba tham số. Đấy là done, to do hoặc in progress. Chúng ta sẽ có ba danh sách nhiệm vụ. Đây là danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành, danh sách nhiệm vụ đang làm và danh sách nhiệm vụ chuẩn bị làm. Rồi, chỗ list của chúng ta ở dưới đã hết lỗi rồi. Tiếp đến, chúng ta sẽ xét nếu kết quả trả về là hành động xóa thì ta sẽ bỏ phần tử đấy ở trong mảng của chúng ta. Chúng ta sẽ gọi datalist.sublist tab index 1. Còn nếu không phải là xóa thì tức là chỉnh sửa. Thì chúng ta sẽ tiến hành. Nhập thông tin của tab vào list. Ok, chúng ta sẽ tiến hành test thử. Đây, click vào, không có hiện tượng gì xảy ra. Như vậy là chúng ta đang gặp lỗi ở đâu đấy rồi. Mong chỉ là lỗi chính tả thôi. Chúng ta sẽ cùng rà soát lại. Sau khi rà soát thì tôi thấy là hình như chúng ta cần phải thêm một số giao diện nữa ở đây. Chấm container wrapper display bằng flex và justify content bằng space around. Nút tab của chúng ta đã ra giữa và các danh sách tab của chúng ta đã trở nên đẹp hơn. Chúng ta bị sai nút double click ở đây, thiếu chữ L. Đây, đấy, double click đã lên rồi, đã hiện nút xóa rồi. Chúng ta sẽ thử chức năng sửa buy milk thành buy yogurt, chuyển mua sữa thành mua sữa chua. Giờ cũng thế, chúng ta sẽ ok để lưu. Đấy, đã thông tin đã thành công. Chúng ta thử xóa ở dưới. Đấy, cũng xóa cũng thành công rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.